Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị can Nguyễn Thị Thu Sương hiện bỏ trốn. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã, niêm phong các tài sản, tài khoản ngân hàng do bị can này đứng tên. Xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 tạm thời ghép lại. Trong tháng 11 năm 2024, tòa án sẽ tiếp tục mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1 một trong những điểm đáng chú ý trong đại án này là quá trình tố tụng các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật luôn quan tâm đến việc thu hồi tài sản, tăng vật để khắc phục hậu quả vụ án. trong quá trình cơ quan điều tra bộ công an khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can có 5 bị can này là tay chân đắc lực của trương mỹ lan đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú gồm đinh văn thành, chiêm minh dũng, trầm thích tôn, nguyễn thị thu sương và nguyễn lâm anh vũ. trong đó đinh văn thành, nguyễn thị thu sương và trầm thích tôn từng được Trương Mỹ Lan giao giữ các chức vụ cao tại ngân hàng SCB và các công ty con trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát như chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, mặc dù năm bị can trên đã trốn khỏi nơi cư trú, nhưng cơ quan điều tra Bộ Công an đã kịp thời phong tỏa tất cả các tài khoản do năm bị can có tên trên đứng tên chủ tài khoản. Điều đáng nói, thống kê số dư tài khoản của hai bị can cộng cán Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương, người ta không khỏi giật mình vì nhiều lẽ bị can Đinh Văn Thành bị phong tỏa 3 tài khoản và 5 bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Số dư trong tài khoản của Thành có giá trị ít nhất là khoảng 2,8 triệu đồng và nhiều nhất là 10,4 triệu đồng. 5 bất động sản đứng tên Đinh Văn Thành được thể hiện bằng một thửa đất ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, còn lại là 4 căn hộ tại chung cư An Phú, phường 11, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh với bị can Trầm Thích Tôn, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ngân hàng SCB, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần An Đông, Giám đốc chi nhánh Công ty Đầu tư Vạn Thịnh Phát. Thế nhưng, sau khi trốn khỏi nơi cư trú, trong 3 tài khoản ngân hàng của Tôn còn đúng không đồng, 13.189 đồng và 51.749 đồng. Riêng với Nguyễn Thị Thu Sương, bị can này đứng tên 21 tài khoản tại các ngân hàng. Trong đó, có 12 tài khoản thông thường, 3 tài khoản vay nợ và 7 tài khoản dành cho sở hữu cổ phiếu. Số dư trong 12 tài khoản thông thường của bị cáo xương có giá trị thấp nhất là 0 đồng, 3 tài khoản, còn lại có giá trị 675.419 đồng, 6,9 triệu và 13,4 triệu đồng. Trong lúc đó, riêng 3 tài khoản vay nợ thì bị can xương để lại các khoản nợ khủng cho 3 ngân hàng, không biết khi nào đòi lại được tiền. Lần lượt, lượt các khoản vay nợ mà bị can xương còn số dư tiền vay nợ gồm 21,6 tỷ đồng, 4,6 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thị Thu Sương có 19 bất động sản, nhà đất nằm rải rác các quận huyện thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bị can Sương đứng tên 16 thửa đất ở xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, hai căn nhà ở đường Bùi Thị Xuân, đường Bến Thành, quận 1. Căn nhà số 15 Ngô Đức Kế, quận 1 và căn nhà số 383 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tính giá trị căn nhà số 15 Ngô Đức Kế phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có giá thị trường đã hơn 100 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 10, theo dự kiến, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đưa ra xét xử cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cùng 12 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Phiên tòa xét xử công khai dự kiến kéo dài 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Có hơn 20 luật sư tham gia phiên tòa. Tòa án triệu tập bị hại là ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế, nay là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh cùng 19 đơn vị có liên quan như 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch AIC và Nguyễn Hồng Sơn phó tổng giám đốc công ty AIC sẽ bị xét xử vắng mặt. Trong đó, bà Nhàn bị xét xử về tội đưa hối lộ, còn ông Sơn bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo này đang bị truy nã quốc tế. Các bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ là các quan chức tỉnh Bắc Ninh, gồm các ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế và Nguyễn Hạnh Trung, cựu giám đốc Sở Y tế. Bị cáo Nguyễn Văn Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 6 bị cáo còn lại xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2006 đến 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký các quyết định phê duyệt đầu tư cho 6 dự án xây dựng bệnh viện đa khoa các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong. Đến đầu năm 2013, 6 bệnh viện cơ bản thực hiện xong việc đầu tư hạng mục xây dựng và tiếp tục triển khai hoàn thành mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Tuy nhiên, phần mua sắm thiết bị chưa được bố trí nguồn vốn. Giữa năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, đã mất vào năm 2021, gặp ông Trần Văn Tinh, đề nghị được thực hiện các gói thầu. Đổi lại, ông Phong sẽ tác động các cán bộ, ngành trung ương để xin nguồn vốn bổ sung từ vốn trái phiếu chính phủ cho các địa phương. Cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng gọi điện cho ông Trần Văn Tinh đặt vấn đề sẽ tác động lên các bộ, ngành trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án này. Sau khi xin được vốn, công ty AIC sẽ được tham gia đấu thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho cả các bệnh viện. Do ông Tinh biết bà Nhàn có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo trung ương và tỉnh Bắc Ninh nên đã đồng ý, công ty AIC sẽ được thực hiện 3 gói thầu, tổng công ty Sông Hồng được 3 gói thầu. Khi đấu thầu, các bị cáo đã có hành vi thông đồng, thỏa thuận bố trí công ty quân danh dự thầu để tạo điều kiện cho các công ty mục tiêu trúng các gói thầu. Kết quả nhóm tổng công ty cổ phần sông Hồng trúng thầu 3 gói thầu, nhóm công ty AIC trúng thầu 3 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 48 tỷ đồng. Được tạo điều kiện trúng thầu như đã đặt vấn đề trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đại diện nhóm AIC đã đưa hối lộ cho giàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhóm công ty Sông Hồng cũng đưa hối lộ cho các quan chức tỉnh Bắc Ninh thông qua Trần Văn Tuỳnh. Trong đó, cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 13 tỷ đồng từ phía bà Nhàn và nhận 1 tỷ đồng từ nhóm Sông Hồng. Vào các dịp ngày lễ Tết năm 2015, 2016, 2017, bà Nhàn đã đưa ông Chiến 3 tỷ đồng cảm ơn vì đồng ý tạo điều kiện cho công ty AIC trúng 3 gói thầu cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình. Ngoài ra, ông Chiến còn nhận quà của bà Nhàn là tiền mặt, tổng số 10 tỷ đồng và các dịp lễ Tết không liên quan đến việc trúng thầu nói trên. Trong chương trình làm việc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn Trà Vinh đề xuất Quốc hội, chính phủ tập trung chỉ đạo kiểm tra công tác đào tạo cấp bằng tiến sĩ, phòng chức danh, khoa học giáo sư, phó giáo sư đảm bảo chất lượng thực chất, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội hiện nay. Theo đại biểu, vừa qua đã xảy ra một hiện tượng xã hội không ai ngờ tới, đó là trường hợp của nhà sư Thượng Tọa, chủ trì của Chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ông Vương Tấn Việt, Thượng Tọa Thích Trân Quang, đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp nhưng sau đó vẫn có bằng đại học tiến sĩ. Đại biểu đặt câu hỏi không biết bằng cách nào ông này đã đăng ký học và được cấp hai bằng đại học, một bằng tiến sĩ. Cả hai bằng đại học đều thuộc hệ đào tạo từ xa và hệ vừa học vừa làm. Đại biểu Đoàn Trà Vinh cho rằng việc sử dụng bằng cấp 3 giả chỉ bị phanh phui trên các trang mạng xã hội chứ không phải do chính cơ quan thanh tra, kiểm tra của ngành giáo dục xác minh. Điều này cho thấy việc quản lý đào tạo cấp bằng đại học, tiến sĩ của một số cơ sở giáo dục đại học của chúng ta cần phải được quan tâm nhiều hơn. Theo đại biểu, thực tế này đã cho nhiều cử tri băn khoăn lo lắng về uy tín và chất lượng đào tạo cấp bằng của ngành giáo dục hiện nay. Cử tri cho rằng Ngoài trường hợp này, còn có bao nhiêu trường hợp tương tự nữa đang tồn tại? Những tiến sĩ dầm ấy đang ở đâu? Họ đã và đang làm gì? Có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước hay sự phát triển của cộng đồng xã hội hay không? Vấn đề này cần sớm được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, giả soát, đại biểu đề nghị. Trước đó, theo kết quả xác minh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Thích Trần Quang đã sử dụng bằng cấp 3 bộ túc văn hóa không hợp pháp. Ông Thích Trân Quang cũng đã thừa nhận việc này và tự nguyện giao nộp các văn bằng để xử lý theo quy định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân, trưởng phòng đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội đang tiến hành các thủ tục pháp lý hủy kết quả và thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Thích Trân Quang theo đúng quy định của pháp luật. Qua vụ việc, Trường Đại học Luật Hà Nội đã họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các quy chế đào tạo để tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo và tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Theo Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Vương Tấn Việt trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh vào năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội tốt nghiệp Đại học Ngành Luật năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội, văn bằng 2, vệ vừa làm vừa học. Sau đó, ông Thích Trân Quang làm nghiên cứu sinh và hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án cấp trường. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ.